Tôi là người Việt Nam vào thế giới này chỉ làm lông mi mà thôi. Với 4 bằng phát minh hiện tại và 6 bằng phát minh đang phê chuẩn, Daniel đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới cho ngành lông mi. Daniel sẽ đến Philadelphia ngày 25-26 cho show ở Convention Center. Daniel sẽ có lớp học vào ngày 28 tháng 10 cho đến ngày 1 tháng 11 năm 2015 tại Philadelphia. Đây là cơ hội Daniel chỉ đến Philadelphia chỉ một lần trong năm. Nếu quý vị nào gặp khó khăn trong lúc tháo gỡ mi hay tìm mi hay là những người nào đã bỏ cuộc chị làm lông mi do sự khó khăn khi làm thì đây là công thức của Daniel sẽ giúp cho quý vị giải quyết vấn đề khó khăn này. Daniel còn có lớp học ở Boston 5 ngày vào ngày 3 3 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 xin quý vị nhanh tay đăng ký cho kịp lúc. Muốn biết thêm sản phẩm, lớp học, franchise, partnership xin gọi 7145310979 hoặc vào trang nhà lomyclasses.com.